Tin và Sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Không dám nhảy. Walter B. Knight, một nhân viên cứu hỏa nhiều năm kinh nghiệm, kể câu chuyện đáng tiếc về một người đàn bà bị kẹt trên lầu 4 của một cao ốc đang bốc cháy. Lửa bùng lên bít hết lối xuống của cầu thang và khói bao bọc mù mịt cả tòa nhà. Nhiều người đã thoát ra được, cho biết còn một phụ nữ trong căn nhà số 406. Walter cố gắng lên gần cửa sổ của căn phòng bằng một loại thang chuyên dụng, nhưng không thể tiếp cận vì lửa táp dữ dội. Qua lớp khói mù, Walter dùng loa gọi người phụ nữ hãy can đảm nhảy ra khỏi cửa sổ. Ông cho bà biết rằng lực lượng cứu hỏa đã giăng một tấm lưới rất lớn bên dưới và bà sẽ tuyệt đối an toàn khi rơi xuống. Người đàn bà chồm ra cửa sổ rồi hét lên: "Tôi không thấy gì hết, làm sao nhảy được?" Walter lại cố gắng thuyết phục, trong khi người phụ nữ gần như kiệt sức vì thiếu dưỡng khí. Bà liên tục hét lên: "Tôi không thấy gì hết, tôi không dám nhảy." Walter như muốn gào to hơn với lời cam kết: "Bà cứ nhảy đi, dù không nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn bà sẽ an toàn, bà phải tin lời tôi." Nhưng rồi, tiếng kêu của người đàn bà đột ngột nín bặt. Lửa tràn vào phòng trong chớp mắt, và khi ngọn lửa được dập tắt, người ta khiêng thi thể co quắp của bà ra khỏi hiện trường. Walter này say sức khôn tả. Ông đã cố gắng hết sức, song không cứu được bà. Đức tin là dám nhảy theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời dù không nhìn thấy gì cả. Các nhà nghiên cứu động vật kết luận rằng tâm lý động vật, kể cả người ta, là chỉ dám nhảy khi nào nhìn thấy điểm mà mình sẽ chạm chân. Đức tin cần một hành động vượt lên trên bản năng ấy. Hãy vâng lệnh nhảy khi nào Chúa gọi, dù quanh bạn là khói mù, nhưng chắc chắn bàn tay Chúa sẽ nâng đỡ bạn. Chờ đến khi đã nhìn thấy thì đó không còn là đức tin nữa. Câu gốc suy gẫm: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Gia-cơ đoạn 1 câu 6 câu 7. Amen.